hello mọi người, mình là Ngọc Anh. Mình là Trung Có Tâm. À, hai chị em mình thì đang theo học ở Đài Loan. Chị em mình thì đã uống khá nhiều các loại trà sữa, các loại trà ở Đài Loan rồi, nhưng mà mãi chưa có review. Thì nhân dịp hè đến á, thì tụi mình sẽ quyết định làm một cái series tất tần tật review trà sữa Đài Loan. Còn bây giờ thì cùng đi với tụi mình nha. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil. You come out of the moon, even when I do. Dolls full of pain. Pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Send it right there. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Mình đang cầm một cái ly của ủ sữa lãng trà Oolong Giai Mai ủ lỏng, còn gọi là Oolong Oat. Ở dưới đây đó sẽ là hạt lúa mạch này, uống cái này sẽ không mập. Đây đó là loại thức uống không có trong menu, nhưng mà đến đây thì các bạn nhớ thử nha. Em uống gì vậy? Em uống trà sữa trân châu, mà là trân châu nhỏ. Trân châu nhỏ là đặc biệt của riêng của ủ sữa lãng. Đến ủ sữa lãng thì các bạn nhất định đó là phải uống trân châu, nhưng mà trân châu nhỏ cũng là rất đặc trưng mà chỉ có tiệm đó mới có thôi. Bây giờ uống thử xem là có ngon không nha. Vô. Vô. Mình uống ly này nhiều lần rồi, lúc nào uống cũng cảm giác thích hết trơn á. Nếu như mà các bạn đang ngán ăn thì cũng có thể uống ly này nữa. Ly này đặc biệt là uống không có mập đâu nha, và nhớ là trà đừng có bỏ đường nha. Ly này thì mình chấm 8.5 trên 10. Cái này thì màu hồng á là cũng được mấy chục hộp chân trâu chứ không phải là một hai hộp. Nhưng mà khá là mềm, rồi ăn cũng rất là dễ. Ngọt thì mình được 3 hạt thì rất là nhiều. Bạn nào á mà uống đường nhiều á thì cũng có thể cho full đường, nhưng mà bạn nào mà thích uống đường thì có thể là gọi nửa đường. Tụi mình nó sẽ để description ở dưới để các bạn biết cách gọi hay tên tiếng Trung nha. Cái này em chấm mấy điểm? Theo em là 9 điểm. Ừ, 9 điểm. Em thích cái này. Theo cảm nhận mà chị đã từng uống đi đó thì chị sẽ chấm là 8 trên 10. Ồ, khó cái gì mà